không lấy. Cháo trắng nữa. Cháo trắng lấy không? Lấy cái gạo bịch này. Ngô Thị Chánh, Mỹ Thạnh, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Tính,
đây 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 giùm con nè, chứ không có cái phong bì mấy trăm. Máy thì cửa có rồi đúng không ạ? Đi nữa không? Bạn thì sẵn. Rớt nước con. Tao dứt quá không buông mà. Nguyễn Thị Hà. Rồi, quý mạnh thường ạ, đồng các bạn anh chị mình giúp đỡ giúp các bác nha. Rồi. 50 kg hôm nọ tao gạo mình nghĩ có thêm hết. Vậy làm sao quá đi. Đó thì bé. Bỏ thì nuôi. Nuôi. Bùi Thị 13. Phan Thị Phẩm. Dạ dạ bác đây bác. Dạ thế này dạ. Bùi Bùi Văn Chơi. Nguyễn Thị Nguyệt. Lương Quốc Sơn. Rồi, các con giỏi quá, ai chỉ thương hết, mặc dù đeo khẩu trang, không thấy được điều đó. Đây, học sinh này. Nguyễn Văn Trường. To lên con. Có. Có. Ờ, vậy đi. Làm lại nên làm chú hết hồn. To lên nữa. Nguyễn Văn Trường. Có. Go. Nguyễn Túc Ly. Dạ, có. Lâm Hào Nam. Hào Nam đâu? Nguyễn Đăng Côi. Có. Huỳnh Thanh Huy. Dạ có. Trần Văn
Quỳnh Như. Trần Cao Quỳnh Như. Nguyễn Chí Tâm. Nguyễn Hoàng Ân. Lê Minh Hậu. Mẹ lớn quá. Vẫn là gì á? Nguyễn Tuấn Phong. Dạ có. Trần Nguyễn Ngọc Thi. Dạ có. Châu Ngọc Hồng Hạnh. Dạ có. Nguyễn Khánh Dương. Dạ có. Nguyễn Ngọc Cẩm Quỳnh. Dạ có. Lộn chú ơi. Lỗi tại bên máy. À đúng rồi. Thấy không? Nguyễn Ngọc Cẩm Quỳnh thấy không? Lỗi không nghe tại con lỗi bên máy. Nguyễn Thanh Bình. Dạ. Nguyễn Thị Diệp Khanh. Cao Thị Thí Vi. Dạ có. Đoàn Phước Sang. Dạ. Lâm Khánh Toàn. Dạ có. Hà Cường có đây không? Có. Hỏi lại có ai chưa? Đây, con cho chú hỏi nè, có bạn nào ngồi đây mà chưa có tên không? Không, mấy bé thì khỏi tính đi. Dạ. Em có danh sách thì hai chục học sinh phải không? Dạ. Thì cái trường nào có thí dụ như có đại biểu đi đây mà có em mà trắng thì cho em đó đi để đem về trường chứ để là nhiều khi cho nhận hộ dạ, không đi. Bé đó có danh sách thì chúng con sẽ để coi hoặc là gửi lượng hay không. Dạ. Mà để những bé ở đây có mặt là con thử trước, ví dụ như anh đó là con anh bệnh thì anh sẽ nhận thay thì chúng con sẽ gửi đầy đủ hết chứ không mắc mắc đâu hết. Còn những bé mà bệnh vì lý do nó cụ thể thì con gửi lại sau không sao hết ạ. Và ngày hôm nay á, các con được các mạnh thường quân ở các nơi về hỗ trợ cho các con một phần quà, mỗi phong bì như thế này. Một cái phong bì như thế này là 500.000 đồng. Và đặc biệt hơn nữa thì mỗi phần như vậy kèm theo một bao gạo 10kg và một thùng mì. Các con có muốn nhận phần quà này không? Đúng không? Rồi, đặc biệt hơn nữa để hỗ trợ cho các con đến trường mà không bị cái nắng, cái gió ở nơi đó nó ăn vào khuôn mặt của các con để các con mỗi bạn như vậy được tặng một cái nón, các con đồng ý không? Các con muốn đồng hành cùng chú với đội cái nón lên đến trường không? Lẹ kìa, mới cầm chưa kịp mới đi mất tiêu. Quan quan chờ thấy cái cảnh đây lại quan. Đổi nón con đổi cái nón này, đổi cái nón này đẹp hơn, con cái nón mình cắt ra của mình đi kỳ bằng cái rồi nha. Con nói gì lấy cái nón, cái nón. Hồng chị hồng vậy, hồng chị hồng bé hay. Mời bạn mời bạn bé con 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 bạn bé. À bé nó bự quá độn vừa đâu. Không có nha, còn lớn một cái con bé là chưa có lạnh đó. Chữ là sao? Giờ các con lưu ý giùm chú nghe, mỗi con như vậy là được tặng một phong bì thế này. Về coi thử đi là hai tờ trả lại giùm chú một tờ là biết không? Không nghĩ. Ôm cái sáng mắt lắm á chú bỏ tờ cái đầu hai tờ thấy thôi ha. Con ha. Cái gì còn. Rồi và bây giờ xin mời anh Trung. Dạ anh Trung có kêu rồi. Nói mày ra chứ bên đây cháu không? Không có kìa. Dạ không không. À còn một người nữa. À còn một người nữa. Bạn tên Hậu nãy á. Hậu á. Giữ lại anh. Bà giữ lại cái nói cho Hậu nha. Rồi bây giờ mời các bạn Lâm và Trung sẽ cùng giao cái phần quà này cho các bạn. Còn một phần còn lại sẽ gửi lại cho người chịu trách nhiệm cái khu vực này để gửi cho các bán cho mình làm mấy không ạ? Vâng, cho một càng có tay thiệt to được không ạ? Về. Không, chú nó về nó máu. Rồi, bây giờ em bây giờ trao từng người trước cũng được, em trao đủ 10 người xong anh luôn ha. Em trao đúng bây giờ lên đâu phiên hỏi đâu, mình đặt. Bây giờ các con ngồi tại chỗ nha, những phần quà này các con cầm giùm chú nha. Phần quà này các con cầm giùm chú. Rồi xong rồi chúng sẽ các con đi. Nữa con chờ nha. Đây, mỗi lần. Rồi, sẽ có những anh chị hỗ trợ cho các con cầm cái này. Con đi.
em. Còn một thùng mì cho cái bé kia. Đây, cái nhà mình đã nhận quà hết chưa? Các con nhận quà hết chưa? Nón đẹp không? Cho một tràng pháo tay. Rồi, chụp hình xong hết rồi, cho chúng nhận là mấy phong bì. Trả lại cho chú. Dạng đó. Thành công mỹ mãn. Đây đầy ý nghĩa và vui vẻ. Con đây uống sữa không con? Cảm ơn chú. Sắp 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 sắp.